Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị các bạn quay trở lại với kênh video của em Hương. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu cho anh chị với 5 mẫu đồng hồ bên em đang sẵn hàng nhé. Thì trong cái video thì em sẽ giới thiệu qua một vài mẫu với những vài thông số liên quan đến sản phẩm. Thì anh chị nào đặt thì cứ cho em xin mã hoặc là hình ảnh của sản phẩm qua Zalo giúp em là 0868684699 anh chị nhé. Mẫu đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này là một mẫu đồng hồ Olympia nước. Và đây là phiên bản hộp của nó anh chị ạ. Và em để sản phẩm này với mức giá là 2 triệu nha anh chị nhé. Một mẫu đồng hồ máy pin. Và mã này thì là C26 của bên em nhé chị nhé. Mã quốc tế đối với sản phẩm ở đây là OP89322GSX anh chị ạ. Một mẫu đồng hồ thuộc dòng Sportmaster phiên bản máy pin anh chị ạ. Mà đồng hồ là mặt màu xanh, có trải tia sunburst này. Kim cọc giờ của sản phẩm thì anh chị thiết kế là màu trắng nhé chị nhé. Rất là nổi bật trên những cái nền màu xanh. Và màu xanh này thì là phiên bản màu xanh xám anh chị ạ. Nó không phải là xanh dương hẳn. Nó pha một chút màu đen ở đây anh chị nhé. Và phiên bản kính sapphire anh chị ạ. Và máy của đồng hồ là máy pin anh chị nhé. Có nịch ngày tại vị trí 3 giờ và nhìn thấy nịch ngày sẽ được thiết kế theo kiểu dáng hình giọt nước để khi anh chị nhìn vào nó sẽ rõ ràng hơn anh chị ạ. Tại vị trí 3 giờ thì cũng có núm chỉnh nhá, núm chỉnh cũng có gắn logo nhé. Về men rồ của sản phẩm thì cũng được thiết kế kiểu dáng Việt rất là cổ luôn. Về bên cạnh thiết kế là mạng bóng này. Dây của đồng hồ được thiết kế với 5 đường chỉ và nhìn thấy là được thiết kế đều là màu trắng hết anh chị ạ. Và mắt của đồng hồ thì là thép đúc nguyên khối và khá là nhỏ nhé anh chị nhé. Đây là khóa của đồng hồ anh chị ạ. Em sẽ chiếu luôn đáy sau để cho anh chị tham khảo nhé. Đáy sau thì anh chị thấy có quan sát một vài thông số như là Japan Movement này. Và Olympia Earth dòng 89322G. Và Ocean Steel mà dây thân viền vỏ thép không gỉ nhé. Đây là tem của chống hàng giả của Bộ Công an anh chị ạ. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn với mã C26 này. Size 39,9mm anh chị ạ. Bề dày của sản phẩm là 9,9 nhé. Em sẽ lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Với sản phẩm này khi em lên chu vi cổ tay 16 rất là đẹp. Nên nó sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 17 trở xuống thôi anh chị ạ. Một mẫu đồng hồ máy pin và dành cho những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm trung và rất là dễ đeo anh chị nhé. Bên bản kính sapphire chống nước của đồng hồ thì là 50 mét nước. Anh chị có thể đi mưa rửa tay bình thường giúp em được rồi. Kính của sản phẩm là phiên bản kính sapphire thì anh chị không phải lo về độ chống sức của đồng hồ nữa. Mẫu thứ hai mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này là một mẫu đồng hồ Invicta. Và đây là một mẫu đồng hồ Invicta máy automatic anh chị ạ. Và em đang để sản phẩm này với mức giá là 2 triệu mốt cho một mẫu đồng hồ có đầy đủ chức năng cót tự động, chức năng cót tay và chức năng dừng kim giây khi chỉnh giờ nhé. Size mặt của đồng hồ thì cũng là size mặt tầm trung thôi. Kim cọc giờ của sản phẩm thì đều có dạ quang nhé, mặt có trải tia sunburst cực kỳ đẹp luôn. Đặc biệt là khi anh chị đang ngoài ánh sáng mạnh. Hiện tại cũng có chữ Invicta này, logo của hãng tại vị trí 12 giờ. Bên dưới này thì có chữ Automatic Professional và 200 mét nước là độ chống nước của sản phẩm và dành cho những cái thợ nặng chuyên nghiệp anh chị nhé. Núm chỉnh ở đây thì cũng tại vị trí 3 giờ và nịch ngày thì cũng được thiết kế kiểu dáng hình giọt nước anh chị ạ. Về men rồ được thiết kế ở bên trên này thì là mạ màu vàng hồng nhé. Còn lại thì tất cả nền bên trong dây của đồng hồ thì đều được mạ màu vàng chanh hết anh chị ạ. Viền cũng là viền lăng cưa ở đây. Dập chìm chữ Invicta ở bên cạnh này. Dây của đồng hồ được thiết kế là thép đúc nguyên khối nên khi anh chị đeo vào nên rất là đầm tay, nên rất là chắc chắn luôn anh chị ạ. Khóa của đồng hồ thì là khóa hai lớp rồi. Với khóa hai lớp thì anh chị không phải lo nữa là đồng hồ sẽ được bảo vệ rất là chắc chắn nhé anh chị nhé. Đáy sau của đồng hồ này thì là đáy hở kính, anh chị có thể quan sát những thông số cơ bản như là bộ máy NH35A này, 24G-Well và sản phẩm thuộc tập đoàn Invicta của Mỹ và thuộc người Mỹ thiết kế nhé anh chị nhé. Sát viền ở đây thì anh chị thấy cũng có dập chìm trên Invicta này. Water resistant ở đây là 200 mét nước nhé anh chị nhé. Và đây là có chữ Japanese Movement là máy của Nhật anh chị ạ. Bộ máy NH35A. Và mã máy của sản phẩm đây là 24762 nhé anh chị nhé. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn ạ. Size mặt 39,8mm. Bề dày của sản phẩm ở đây là 14,1mm nhé anh chị nhé. Em sẽ lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ, nó sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 17 trở xuống. Khi em lên chu vi cổ tay 16 của em thì cũng rất là vừa vặn rồi, cũng rất là dễ đeo. Và chống nước của sản phẩm là 200 mét nước thì mức độ chống nước cực kỳ ấn tượng luôn. Đây là thuộc dòng Invicta của Pro Driver anh chị ạ. Và anh chị chú ý giúp em là kính của sản phẩm thì vẫn là phiên bản kính khoáng nhé chị nhé. Một mẫu đồng hồ Invicta đến từ Mỹ, máy thì là máy của Nhật. Độ tích trước cót của đồng hồ vẫn là 40 giờ nhé anh chị nhé. Mẫu thứ ba mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này là một mẫu đồng hồ Orient. Và mẫu này là phiên bản mẫu đồng hồ Orient Sun & Moon Zen 3 anh chị ạ. Phiên bản rất là đặc biệt là phiên bản mặt màu nâu, cà phê nhé. Và em đang để mức giá là 5 triệu 3 với mã là C56. Đây là mức giá xả hàng của bên em rồi anh chị ạ, cho một mẫu đồng hồ Orient Sun & Moon Zen 3. Với mã quốc tế ở đây là RA-AK0009T00C nhé chị nhé.
Và với mẫu đồng hồ này thì anh chị sẽ được thiết kế là phiên bản màu nâu cà phê anh chị ạ. Bộ sắp đai ở các thứ trong tuần tại vị trí 10 giờ này. Sắp đai ở San Remo tại vị trí 4 giờ. Lịch ngày sẽ tại vị trí 8 giờ anh chị ạ. Có chữ Japan và mã ở đây là F6B2. Cụ thể đây là bộ máy F6B24 nhé anh chị nhé. Và bộ kim mắt ngỗng rất là đẹp này. 12 cọc giờ ở đây thì là 12 cọc giờ nam mã anh chị ạ, cực kỳ ấn tượng luôn. Sát viền ở đây thì là vạch chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ. Và cái vạch này nó chỉ là một cái chấm nhỏ đây anh chị ạ. Viền bên trên và viền bên cạnh được mạ màu vàng hồng nhé chị nhá, cực kỳ ấn tượng. Núm chỉnh tại vị trí 3 giờ và cũng có kèm logo của hãng này. Dây của đồng hồ được thiết kế là dây da bò, da vân cá sấu anh chị nhá. Khóa của đồng hồ này là khóa bướm, với kiểu khóa bướm này là sẽ chống gập dây anh chị ạ. Nên chị yên tâm, dây sẽ có độ bền tốt hơn nhé. Đây là núm chỉnh. Đáy sau của dòng này thì là đáy hở kính anh chị ạ. Với những sản phẩm đáy hở kính này thì anh chị có thể quan sát một vài thông số liên quan đến sản phẩm như là Made in Japan này, Action, Stainless Steel là viền vỏ thép không gỉ nhé. Số series và Water Resistant ở đây là 50 mét nước, anh chị có thể đi mưa rửa tay bình thường giúp em. Và nhìn sâu trong bánh đà thì anh chị thấy là bộ máy F6B24 được khắc rất là rõ ràng ở đây này. 22 là 22 chấn kính nhé. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Size dây của đồng hồ là size dây 22 nhé. Size mặt ở đây là 42,6 mm anh chị ạ. Bề dày của sản phẩm ở đây là 14,5 nhé. Anh chị thấy là sản phẩm được thiết kế khá là dày và to, nên nó sẽ phù hợp với những anh em nào có chu vi cổ tay to một chút. Em nên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Với sản phẩm này khi nên chu vi cổ tay 16 cũng khá là vừa vặn anh chị ạ, nên nó sẽ phù hợp với những anh em nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 trở lên nhé. Mẫu đồng hồ Orient San Remo Gen 3, kính sapphire, phiên bản dây da. Khóa của đồng hồ là khóa bướm, chống nước của đồng hồ thì là 50 mét nước. Sẽ phù hợp với những anh em nào có chu vi cổ tay to một chút thì sẽ đẹp nhé chị nhé. Thế anh chị đặt thì cứ báo sớm giúp em. Tại vì sản phẩm này thường thì là một trong những phiên bản rất là đẹp của dòng đồng hồ Orient San Remo Gen 3 rồi anh chị ạ. Mẫu thứ tư mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này là một mẫu đồng hồ Invicta. Và đây là phiên bản mẫu đồng hồ Invicta máy pin nhé. Mã của sản phẩm đây là 14124 anh chị ạ. Mã này thì nó sẽ thiết kế dành cho những anh em nào có chu vi cổ tay tầm trung thôi. Tại vì size mặt của đồng hồ thì cũng là size mặt vừa phải. Mặt đồng hồ là mặt màu vàng anh chị ạ. Anh chị thấy là viền bên rồ được thiết kế là viền xanh. Và viền bên rồ có thể xoay được theo một chiều này. Viền bên rồ cắt bát luôn. Kim cọc giờ của sản phẩm thì đều có dạ quang nhé anh chị nhé. Lịch ngày tại vị trí 3 giờ anh chị ạ. Và mã bên này bên em là C46 này. Với mức giá là 1,7 triệu này. Với mã của sản phẩm ở đây là 14124 nhé anh chị nhé. Và đây cũng là thuộc dòng đồng hồ Invicta Pro Driver với độ chống nước của sản phẩm là 200 mét nước. Và sản phẩm này thì chỉ khác là phiên bản máy pin nhé anh chị nhé. Về bên cạnh cũng có dập chìm trên Invicta này. Dây của đồng hồ thiết kế là thép đúc nguyên khối nhé anh chị nhé. Mắt đồng hồ khá là to này. Núm chỉnh tại vị trí 3 giờ. Và như em núm chỉnh cũng có logo của Invicta luôn nhé. Đáy sau của sản phẩm này thì để em mở ra cho anh chị tham khảo luôn. Với mẫu đồng hồ máy pin thì là đáy sau của nó là đáy kín rồi anh chị ạ. Nó sẽ khắc một vài thông số liên quan đến sản phẩm ở đáy sau. Ở đây anh chị thấy là dòng Invicta Pro Driver này. Stainless Steel là dây thân viền vỏ thép không gỉ nhé. Và Water Resist ở đây là 200 Master. Mã sản phẩm ở đây là 14124 anh chị nhé. Và anh thấy là mặt sau thì cũng có những cái vân Unice cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ. Được khắc ở trên viền này. Rất là ấn tượng cho một mẫu đồng hồ Invicta. Mặt sau của dây thì anh chị có dập chìm trên Invicta ở đây nhé anh chị nhé. Và anh chị có thể dễ dàng chỉnh dây tại những cái vị trí mũi tên này giúp em. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Size ở đây là 40 mm. Bề dây của sản phẩm là 12,8 nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Với sản phẩm này nó sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 17 trở xuống nhé. Nên anh chị nào đặt sản phẩm thì anh chị chú ý qua một chút về size mặt của đồng hồ giúp em nhé. Kính của sản phẩm thì vẫn là phiên bản kế khoáng anh chị ạ. Và độ chống nước của đồng hồ thì là 200 mét nước nhé anh chị nhé. Là máy pin rồi. Với bộ máy pin thì anh chị không phải lo về size số của đồng hồ nữa rồi. Mẫu cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này cũng là một mẫu đồng hồ Orient. Và đây là phiên bản mẫu đồng hồ Orient Triton nhé. Và em cũng đang để cho anh chị với mức giá xả hàng bên em luôn. Chỉ là 4,7 triệu cho một mẫu đồng hồ Orient Triton anh chị ạ. Mã ở đây là C66 bên em này. Mã quốc tế đối với sản phẩm ở đây là RA gạch ngang AC0KL00C nhé anh chị nhé. Mẫu này thì là kim cọc giờ của sản phẩm thì đều có dạ quang anh chị ạ, và dạ quang cực kỳ sáng luôn. Viền bezel có thể xoay được theo một chiều nhé. Và viền bezel được thiết kế là kiểu dáng viền đăng cơ anh chị ạ. Một sản phẩm rất là khỏe khoắn luôn. Cũng có chữ Orient Automatic này và Water Resistant là 23 nhé chị nhé. Và đây cũng là sản phẩm được lắp ráp trực tiếp tại nhà tướng chị ạ. Và có chữ Japan tại vị trí 7 giờ anh chị ạ. Và có mã là F672 nhé. Cụ thể ở đây là mã máy F6722 anh chị ạ.
là mã máy đầy đủ của sản phẩm này anh chị nhé. Lịch ngày tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ và anh chị thấy núm chỉnh được thiết kế rất là đẹp luôn. Viền bên rồ của sản phẩm thì sẽ có 1/4 là màu đỏ và 1/4 là màu xanh anh chị ạ. Một màu sắc rất là đẹp, rất là trẻ trung. Viền bên cạnh thiết kế là mạ bóng này, dây của đồng hồ thiết kế là thép đúc nguyên khối và được chất thép phay xước anh chị nhé. Với sản phẩm này thì em đánh giá là nên tay khá là chắc chắn anh chị ạ. Bên cạnh đấy thì anh chị chú ý là với những dòng đồng hồ thường nặng thì nó sẽ khá là nặng. Khóa của đồng hồ ở đây anh chị thấy cũng có logo chữ Orient nhé. Em mới chiếu luôn đáy sau luôn anh chị ạ. Với dòng đồng hồ thường nặng thì đáy sau đều là đáy kín rồi. Anh chị có thể quan sát một vài thông số của Orient ở đây như là Sapphire Crystal này, Made in Japan. Và mã máy của sản phẩm là S672 này, chữ Epson. Water Resistant ở đây là 23 nhé chị nhé. Và Stainless Steel là viền vỏ thép không gỉ anh chị ạ, kính Sapphire. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Một mẫu đồng hồ Made in Japan của Orient, mức giá chỉ là 1,7 triệu thôi. Size mặt của đồng hồ khá là lớn, size 43 mini nhé chị nhé. Bề dày của sản phẩm ở đây là 13,4 mini. Em sẽ lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Càng của sản phẩm này được thiết kế khá là gọn nên là những anh nam có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 trở lên thì anh chị có thể đeo được sản phẩm này rồi. Khi em lên chu vi cổ tay 16 khá là vừa vặn luôn nhé anh chị nhé. Nhưng mà em đánh giá là sản phẩm này khá là nặng nên những anh nam nào có chu vi cổ tay to và một mức giá rất là tốt cho anh chị luôn. Mức giá đang xả hàng của một mẫu đồng hồ Orient Triton, mức giá mà em để rẻ nhất từ trước đến giờ nhé anh chị nhé. Em vừa giới thiệu qua cho anh chị với 5 mẫu đồng hồ nhé anh chị nhé. Thì anh chị nào đặt sản phẩm nào thì inbox sớm qua Zalo bên em là 0868684699 anh chị ạ. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều và hẹn gặp anh chị ở trong những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại.